Đáng nhẽ giờ này là em phải đi ăn cơm đấy mọi người ạ. Trời ơi. Nhưng mà nếu mà đi ăn cơm bây giờ mà đi quay thì cái này là quay luôn nhá, quay xong rồi đăng luôn đấy ạ. Em thường thường là em quay xong em đăng luôn. Cái này là em nếu mà bây giờ mà đi ăn cơm thì chắc có khi là phải 10 đến 11 giờ mới lên được video cơ, bởi hôm nay cũng khá là nhiều hàng. Hàng này thì toàn là hàng ngon luôn. Cái hàng này mọi người ơi, cho em nói qua một chút nhé. Cái hàng này thì nếu nói về ngày xưa thì nó bán rất là cao này. Thứ nhất là rất là cao này, mới cả bây giờ ấy người ta không muốn bán ra ngoài nhiều, bởi vì nói thật là cũng không có nhiều. Nếu mà bây giờ bán ra ngoài xong rồi đến lúc giá nó ấy quá, giá thành gì kho ấy, thì em về em lại bán cái giá rất là rẻ cho mọi người, trong lúc ngày sau người ta làm lại rất là khó. Hàng này là đều là hàng tồn kho lâu cũ rồi, cất trong kho này. Nếu mà bây giờ bán cho em cái giá mà bây giờ em mà bán cho mọi người cái giá rẻ quá, xong ngày sau mà ví dụ như là mọi người có muốn đặt lại ấy, thì nó cũng không được cái giá như này đâu, giá sẽ rất là cao đấy. Em xin nói trước là như thế. Và cũng có một số người thì người ta cũng muốn là phục chế lại, thì là người ta thích mới, còn có những người thì người ta lại thích cái kiểu đồ cũ như thế này đấy. Nhiều kiểu. Thì bây giờ em sẽ lên trước một cặp cá này nhá. Đây là em chưa sắp xếp đồ mã biết cái luôn, mọi người cứ lấy hàng thì chụp ảnh lại, chưa sắp xếp một cái gì luôn cả, chỉ cả giá đấy. Cặp cá này là cao, cặp này cao 43, có lạ không mọi người? Hôm nay em phải quay ra cái góc này để cho nó chuẩn xác màu này. Hôm qua cái góc kia là bị sai nhiều màu nhiều quá. Thực ra nó rất là đẹp, lên màu nên bị sai nhiều quá, nhìn rất là khó. Hôm nay ra chỗ này thì chuẩn màu luôn rồi. Màu này trông rất là ok. Cặp này là cao 43. Tất cả những chi tiết này là đắp tay, từ những cái vẩy viết này là đắp tay 100%. Làm ra những cái hàng này, nếu mọi người không biết làm nhá, làm hỏng 10 cặp được một cặp. Đùa, em bán cái hàng không nhưng mà nó không được cái hàng này. Hàng tí nữa em sẽ lên cho mọi người cái cặp xanh rồi. Cặp xanh là người ta hay làm. Còn cái cặp này là cái dáng của ngày xưa, cái men của ngày xưa nó được như này. Đây này, bụi em còn chưa lau đây. Đấy, bụi luôn. Mọi người đợi em tí nhá. Cặp này thì em cũng chỉ có một cặp của vợ em và một cặp của em, cũng chỉ có hai cặp thôi. Nói chung là chỉ giao lưu được cho hai người thôi và hết. Nó, như em nói từ đầu ấy, những cái hàng này mà đặt lại giá rất là cao đấy. Cặp này 1.500k mọi người nhá, 1.500k bao ship. Cái hàng này 1.500k, bây giờ là mua được cái hàng cái gì nhỉ? 1.000 rẻ bằng một nửa. À không phải bằng một nửa, nó cũng rẻ hơn được một chút mấy cái hàng mới, mà nhưng mà loại như hàng mới thì nó lại lỗi, cũng bị kiểu như làm bây giờ kỹ thuật kém quá. Ông này ông làm kỹ thuật kém nên hay bị lỗi nhiều. Còn cái hàng này thì hầu như là lành tít hết 100%. Đấy. 1.500 cặp này này, cặp 1.500 cặp này anh nhá, anh chị nhá. Đói quá em nói lắp hết cả rồi. Chết thật. Thôi cố vậy. Vì kịp về miếng cơm manh áo phải cố vậy. Tầm này là nói không ra đâu vào với đâu rồi. Thế là giao lưu cặp ý, có đúng một cặp của em thôi và một cặp vợ em chắc bán rồi. Cặp ý là giao lưu 1.500k bao ship. Đây cái cặp xanh đây. Cặp này là hay bán 2.1 triệu này. Nhà lò hay bán 2.1 triệu này. Nhưng mà là hàng mới mọi người ạ. Nói chung con này thì cũng khá là lành rồi. Đừng bỏ ra.
Con này cũng khá là lành rồi. Con này như này là khá là lành. Cao xem này. Cao 52, cao hơn con kia. Con này thì được bán cũng nhiều trên thị trường này. Nhưng mà là hàng mới, còn cái cặp này là hàng cũ này. Cũng bị một số chỗ, chung là khá lành thôi, chứ không được lành như cặp xanh kia. Cặp này đang bán nốt là 1.3 triệu mọi người nhé. 1.300.000 cặp này bán rẻ cho mọi người. Năm hai, hàng này cũng tính là được là hàng cũ này, để trong kho cũng lâu rồi. Em xin phép là đi qua ống kính nhé, bởi vì sau là nó bị chật rồi mọi người ạ, cho em xin phép là được đi qua ống kính. Cái cặp xanh này thì lúc nãy cũng nhiều người hỏi quá, nhưng mà anh Thông anh ấy hỏi trước rồi. Cặp này thì để cho anh Thông nhá, em để cho anh Thông còn đúng một cặp này, cố cho anh được một cặp. Còn đâu là còn cặp màu nâu thì mọi người ạ, cặp màu xanh này hết rồi, nhưng mà vẫn mang lên cho mọi người xem. Anh Thông nhá, anh Thống nhầm với anh Thông, anh Thống, hàng của anh Thống. Còn cặp men kiểu như là màu canh rán này. Đấy, để em quay rõ hơn này. Cặp này thì đều màu luôn 100%. Lành tít 100%. Cặp này 650.000 mọi người nhé. 650.000, kích thước là cao 22x22. Đây, còn đúng một cặp nâu này. Cặp nâu này cũng ok này. Đấy, cái hàng này là hàng tồn hết rồi đấy ạ. Hết rồi. Cái chum này thì khá là to. Cái này có một cái đắp bát tiên. Khi phải quay xa thì mọi người mới nhìn rõ được hết. Đây. Đấy. Bát tiên thì tất nhiên là cái đoạn này là phải là 8 mặt rồi. Đấy, 8 mặt, đắp tay 100%. À, hàng này là hàng có ở trong khuôn mọi người nhé. Hàng này chỉ là hàng ấy trong khuôn thôi, nhưng mà là những cái chi tiết này của bát tiên này là nổi mọi người ạ. Có gại qua chứ không được nét như này đâu. Phải gại xung quanh hết đấy. Đấy. Cái này thì lành. Xem là cao bao nhiêu rồi. Cái ý cũng khá là to đấy. Cao là 58 cơ mà. Bụng của nó là 100. Cao 58, bụng 100. Còn một cái nữa thì quên chưa bảo giá. Cái hàng này nhá, ngày trước là bán 2.500.000 một cái đấy. Bây giờ thanh lý còn xem nào. 1.400.000 một cái mọi người nhá.
còn 1,4 triệu, cao 58, cũng thế, kích thước cũng thế. Cái này nặng như vuốt tay luôn, 1,4 triệu cái này nhé, quá rẻ rồi. Hả? Còn một cái màu xanh nữa. Một cái màu xanh như này nữa. Ui, đã đói vì mấy cái bình này hết hơi luôn. Không có cơm mà tiêu thôi. Đây. Chiều cao cũng như hai kia, cũng là 1,4 triệu một cái. Có phích nhẹ một chút thôi ạ, không phích nhiều. Giá cũng này là quá êm rồi. Giá êm hơn quá nhiều bình thường rồi. Chẳng qua năm nay là người ta kinh tế quá khó khăn rồi. Cho nên phải bán rẻ như này. Chứ thường thường những hàng này không rẻ đâu mọi người nhé. Bởi vì hàng nó đã qua bộ nhân làm thì nó đã đắt. Qua tay nghệ nhân thì các chi tiết nó lại đã khác những người thợ làm. Toàn hàng là nghệ nhân làm đấy mọi người ạ. Chứ còn cái nếu mà nói về hàng mà thợ làm trông nó khác, trông nó dại hơn. Cái hàng này làm nghệ nhân làm đẹp thật. Có cái cặp cá này, có cái cặp nào em bán bao nhiêu một cặp đây? Đưa chọn danh một cặp này. Không đạt được một cặp ở đây đâu. Không. Cá đây. Đấy. Con này là con gì nhỉ? Quên mất rồi. Nghe. Nó là con nghê đấy mọi người ạ. Những cái chi tiết ở cổ vảy này là đều là tắp tay này. Đấy. Bình nghê. Chuẩn là bình nghê. Lẹ bán bao nhiêu nhỉ? Vợ em là bán 1,5 triệu. Nhưng mà hôm nay là mình nhân dịp cái ngày em được đúng 1.000 người đăng ký. Cũng nhanh đấy, làm một mấy tháng rồi mà được 1.000 người đăng ký. Mày đã giảm giá cho mọi người 200.000 nha, còn 1,3 triệu. Chứ thường thường là, chứ còn một cặp này là, còn một cặp của vợ em, một cặp của vợ em thì bán 1,5 triệu thì em không biết. Nhưng mà hôm nay là nhân ngay ngày mà em được 1.000 người đăng ký, hôm nay sẽ giảm cho mọi người còn 1.300k. Ok chưa? Cặp này 1.300k. Vợ em bán cặp này trên Facebook là 1,5 triệu đấy. Lành luôn, lành hết luôn. Hàng này không sản xuất nữa nhé. Chọn lên cả cá ngang. Cặp này lành nhá. Con nào thì luôn. Đấy. Con này là kích thước như nào đi? 40. Cái cặp này đi. Cặp này thì em không thể nào mà em quay được rồi. Để quay được. Đấy. Cặp này là các thầy là hay ở trong Nam thì có người ta treo cái này lên cửa nhà cơ. Thế mới hay. Treo lên cửa nhà chơi ấy. Đấy. Còn bày trong tủ các kiểu, rồi thì bày trên mái đình các kiểu đấy. Nhưng mà thường thường là trong Nam người ta mua con này người ta cũng bày, người ta treo lên chơi. Thế hay. Đấy. Cặp này là bán bao nhiêu nhỉ? Nó dài là 57. Cao 20. Vợ em bán cặp này cũng 1,5 triệu. Hàng thì tất cả là cứ em có một cặp thì vợ em có một cặp. Vợ em bán cặp này 1,5 triệu nha. Nhưng mà đấy, như hôm nay em bảo là được nhân dịp 1.000 lượt đăng ký, giảm giá cho cặp này còn 1,3 triệu. Chỉ duy nhất hôm nay thôi mọi người nhé. Duy nhất hôm nay mới giảm giá thế thôi. Thường thường không bán giá đâu. Hôm nay Vinh gốm được 1.000 lượt đăng ký rất là vui. Và trong thời gian tới thì em cũng mong mọi người sẽ ủng hộ và đăng ký thêm cho em nhé. Có thể là đến cuối năm được 2.000. Càng tốt. Cặp này thì em có mấy màu cơ mọi người ạ? Có mấy màu cơ. Có khi là em xin dừng video nhé. Đăng để đăng lên trên ấy đi. Mọi người mà cần cái cặp như này thì em có màu xanh với cả màu gì nữa nhỉ? Chả nhớ nữa.
Hôm em dừng video đây rồi mọi người nhé. Chào mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người những buổi livestream tiếp theo. Nhớ đăng ký cho Vinh Gốm nhá.